thưa quý giả, một câu chuyện của một người anh trai khiếm thị. Hằng ngày anh phải lặn lội đi kiếm từng đồng về để nuôi người vợ bệnh ở nhà, còn thêm một đứa con đang ăn học. Tuy nhiên, hoàn cảnh anh rất là khó khăn. Khi mấy anh em đi đến xin một ít tiền để về đổ xăng, thì người anh trai này không do dự và móc ra một số tiền để cho anh em đi về. Và số tiền đó cũng được quý mạnh thường quân để ý tới và cho anh một số tiền rất lớn để về chữa trị cho vợ. Và câu chuyện này như thế nào thì độc lạ đây xin mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi đoạn video ạ. Anh trai mới thăm nè, em được biết là anh với vợ anh nè, thì hôm bữa cái lúc mà em thử lòng anh á, thì lúc đó là anh cũng đang gặp khó khăn đó. Có nghĩa là vợ anh thì đang nằm trong viện, anh thì đang giống như là chạy đầu này đầu kia nằm kiếm tiền lo cho vợ. Mà sao tự nhiên em lại em hỏi xin anh vài chục ngàn đó mà anh sẵn lòng anh lấy anh cho em vậy? Trong khi đó anh đang rất là cần tiền. Tại vì đúng rồi, nói chung là lúc đó tụi em đang bức bối và tụi em đang vô cùng khó khăn luôn. Nhưng mà anh nghĩ rằng cuộc sống á, thì người nào cũng khó khăn hết. Đối với em á, thì ví dụ như mấy người đã được giống như anh Thảo anh nói em vậy thì 20 ngàn mình cũng rất cần, nhưng mà 30 ngàn có thể mình cũng không có đủ, nhưng mà mình cũng giúp đỡ cho một người nào đó. Người ta trên đoạn đường đi về ta cũng ta đi được một đoạn đường nào đó ta về tới nhà ta cũng mình cũng vui, và mình biết đâu mình cũng được cái phước mà sao cho bà xã mình nó vượt qua hoàn cảnh nó hết bệnh luôn thì sao, em cứ em mà vậy. nhưng mà cho em hỏi anh nè, đối với người thường á thì có thể 20 ngàn á không là gì cả, nhưng mà như anh á thì 20 ngàn của anh á thì anh nghĩ rất là lớn luôn, tại vì đâu phải mà dễ dàng mà anh kiếm được 20 ngàn đâu. Nhưng mà anh sẵn sàng anh lấy ra để anh chia sẻ là em nghĩ rằng chắc giống như là anh cũng nghĩ về cái người đó đang gặp khó khăn như thế nào, anh mới sẵn sàng lấy ra chứ đâu phải đơn giản mà anh đưa ra được. Dạ đúng rồi, tại vì đối với em cũng vậy, ví dụ như em cũng vậy, đi mà đi bán ở đâu cũng vậy, ví dụ đi bán cái bữa thứ bảy em đi bán xa nhờ cô chú á, ví dụ giúp đỡ em đi tới đó thì mình về cho mấy chục ngàn tiền xe thì em bán thì em không nhiều lời hết, nhưng mà mấy chú giúp đỡ thì 20 ngàn thì về xe em cũng như là về xe cũng té 20 ngàn về vợ chồng sống qua ngày cũng được. Còn đối với mấy anh ví dụ như là lỡ hết xăng mà mấy anh vì hoàn cảnh gì đó hay là không có thể đem rút tiền hay là gì hoàn cảnh gì đó mình giúp 20 ngàn thì cho mấy anh đổ xăng, thì tới thẻ thêm mấy anh rút tiền ra đổ xăng đi tiếp thôi, chứ em không giúp đỡ được mà nhiều được, tại vì một tài giấy sớm là 900 thôi, một chục tài giấy sớm là 9 ngàn, thì bán 20 tài ông nội có 18 ngàn chứ chưa được 20 ngàn. Nhưng mà biết đâu mình lấy 20 ngàn đó mình giúp đỡ cho nhiều người vậy thì mình cũng cảm thấy vui. Cũng vui à? Vui luôn hả? Không tiếc luôn hả? Dạ không, tại vì nếu mà em nghĩ em tiếc thì em đâu có mà giúp đỡ được. Đúng rồi, rất khâm phục ở anh luôn á. Dạ, thì hôm nay mấy anh em cũng có đến thăm là hoàn cảnh của hai vợ chồng người anh khiếm thị. Thì mấy ngày trước á, mấy anh em cũng có đăng lên một đoạn video nói về một người đàn ông, và khi mấy anh em á đi trên đường á hết xăng quý vị thì cũng có ghé anh để xin một ít tiền để mà đổ xăng về quý vị, mà cái đó là mấy anh em để thử lòng thôi. Mà khi mấy anh em lại á thì xin thì cái anh này thật lòng là anh cho thiệt luôn quý vị, mà tuy nhiên á hoàn cảnh anh rất là khó khăn luôn quý vị, mà anh cũng gán anh cho để thu số tiền. Thì nhờ cái số tiền đó thì người anh này cũng được quý mạnh thường quân thương và giúp đỡ cho anh một số tiền. Thì trong khi á vợ anh á đang nằm viện để mổ quý vị, thì hôm nay mấy anh em cũng đến bệnh viện rồi,
thì không có đồ diễn đó, thì anh em không có được quay đó, dạ. Thì mấy anh em cũng có chở anh đi đến quán để mà đồ diễn, dạ. Thì ngay sau đây thì đồng lại ở đây xin lỗi, dạ. Thì bắt đầu xin lỗi tụi video. Anh cho em hỏi thăm nè, hiện tại là anh cầu cứu là như thế nào, anh có thể nói rõ hơn cho quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân trong và ngoài nước được biết rõ hơn về câu chuyện của anh không? Dạ, tại vì cái này 2 tháng á, là bà xã có mổ ruột thừa rồi một lần rồi. Thì hôm nay mổ ruột thừa rồi mới té ra cái bệnh này nữa, bệnh là bị u nang á, bác sĩ mới chuyển lên ung bú đằng mổ. Mà trong thời gian mổ đó thì vợ chồng em bán cái số mà muốn về trọ ở không có tiền nên đóng viện phí, nên thử ra bữa em có gặp anh Quân đó rồi em ấy nhờ anh Quân giúp đỡ giùm vợ chồng em vượt qua hoàn cảnh này khó khăn này. Hiện tại là bây giờ là chị nhà đã tiến hành phẫu thuật trên mẫu trên dòng bài thở em phẫu thuật rồi, nhưng mà mình chỉ đóng bệnh viện không có tiền, chỉ xin đóng bệnh viện có 3 triệu thôi, mà vị trí bác sĩ nói là ca mổ khoảng tầm mười mấy triệu lận, là nó nếu mà hoàn thành tới ngày về luôn là khoảng 13-14 triệu lận, nên mình thử ra em ấy cầu cứu đến anh Quân này nhờ mạnh thường quân ở trong nhồi nước giúp đỡ giùm vợ chồng em vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Có nghĩa là do là hiện tại là gấp quá, dạ. Cho nên là tạm thời thì bệnh viện bắt đầu là tiến hành ca mổ, dạ. Nhưng mà tiền thì mình chỉ đóng mới được có 3 triệu thôi, dạ. Rồi anh tính làm sao để xây sở đủ số tiền để mình lo cho vợ đây? Nếu mà em nhờ anh Quân giúp đỡ giùm, còn nếu không giúp đỡ giùm thì em trong cái giây phút này khó khăn em không biết đâu hết, thì bác sĩ kêu mổ là phải mổ thôi, chứ để lâu thì nó sẽ ảnh hưởng là nó sẽ bể, nên là đứa ra bắt buộc phải tiến hành mổ. Rồi vợ chồng tới đâu thì tính đó, chứ giờ em cũng không biết như thế nào, không có tại gì mấy cái số thì lúc này ế ẩm quá. Rồi hên là cũng gặp được anh Quân cũng giúp đỡ rồi, xin cầu cứu anh Quân giúp đỡ giùm vợ chồng em, chứ em giờ không biết như thế nào luôn á. Cho em hỏi thăm là anh thuyết phục như thế nào mà bác sĩ đồng ý tiến hành ca mổ mà trong khi đó tiền chỉ mới có vài triệu? Tại vì lên á thì bác sĩ xét nghiệm rồi một tuần, cho về một tuần rồi lên. Bác sĩ nói này không mổ là để lâu thì dở. Em với vợ chồng em mới nói là trong hoàn cảnh này thì vợ chồng em bán vé số cũng khó khăn quá, không có đủ tiền mổ. Thì thôi bác sĩ thương giúp đỡ giùm em chỉ có bao nhiêu tầm 3 triệu thôi, bác sĩ mổ đi rồi em cho em tạm ứng trước bao nhiêu đó đi, rồi vợ chồng em về gắng xây sở, nếu mà không có thì em mượn đại lý số đồ thêm lần lên cho em đóng cho hoàn cảnh hết số tiền đó. Rồi bác sĩ mới hội chuẩn với bác sĩ trưởng rồi trưởng khoa rồi mới tiến hành mổ, chứ để lâu thì không được, nữa ra là như vậy. Vì vậy là cái câu chuyện mà anh giống như là thuyết phục bác sĩ là nói là khó khăn gì đó, dạ. Hình như là vợ của anh là chỉ nhìn thấy là mờ mờ thôi. Dạ đúng rồi, bà xã anh chỉ thấy được 50% gần thì bà xã thấy phía xa, bà xã cũng có thấy nữa. Anh có thể kể sơ về hoàn cảnh của hai vợ chồng cũng như là gia đình đó cho quý vị khán giả cũng như là quý vị ngày hôm nay được biết không? Thì nói chung hai vợ chồng em thì nghề chánh là hai đứa đi bán vé số thôi nè. Em thì bán nếu mà bữa nào đắt á là được 200 vé, và xã em bán được 50 vé là 250 vé đó. Mà vé bây giờ là có 900 đồng vé thôi, mà mướn nhà trọ ở nữa. Rồi tới hàng tháng phải gửi tiền về cho con mình học hành nữa. Nó vô cùng khó khăn như vậy. Em sợ nhất là tới ngày mà tháng mà vị chi đóng tiền không đủ thì nhà trọ không đủ nữa, nên em sợ lắm. Nhưng mà hoàn cảnh mình phải sống, phải lo thôi, chứ giờ mình sợ không biết đâu mà phấn đấu, nên vợ chồng em rất là phấn đấu. Vợ chồng em sống cũng là tiện hay tận, nhưng mong cho nó đủ tháng đó vậy đó, đủ tháng nào thì vợ chồng mình sẽ nói vậy. Hình như lúc bữa anh kể với em là anh có một người con. Dạ. Rồi con còn đi học không anh? Dạ còn anh. Tháng thì gửi tiền về cho nó học anh. Lớp mấy ạ?
Dạ, lớp 6 rồi. Lớp 6 rồi nha. Dạ. Anh cho em hỏi thăm nè, anh nghĩ như thế nào đó khi mà cuộc sống của mình đó, cũng như là hai vợ chồng mình đó, lại vất vả khó khăn như vậy đó, rồi anh cảm nghĩ như thế nào về cuộc đời của mình? Nói chung á thì em bất hạnh, nhưng mà cuộc sống mình bất hạnh, mình cố gắng phấn đấu để mình sống, chứ nếu mình không làm thì không thể nào mình sống được. Nếu mình phụ thuộc vào xã hội giúp đỡ một phần nào thôi, mình cố gắng phấn đấu lên, chứ nếu mình mà được bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu. Tại vì em nghĩ là cái chủ trương của em là bàn nhưng không phế, cả làng cũng phải phấn đấu lên làm như được hết á. Dạ, chủ trương của em là vậy. Nhưng mà anh cũng hay chứ, anh có thể giống như là nhận biết được những cái tờ tiền hay chứ. Dạ, có khi nào nhầm không? Dạ không, tại vì em nói là em bán rồi đó. Tại vì cuộc sống em bị mù là 3 tuổi rồi, em lớn rồi biết hết rồi. Nhưng mà anh nhận tờ tiền, ví dụ như được bao nhiêu loại tiền, hết luôn không? Dạ không, tiền bôi nghe thì có thể việc cũng hết, còn tiền giấy thì em không có thành không. Ủa? Polymer là nó khó phân biệt hơn chứ. Vậy mà nó phân biệt được, bởi vì nó kích cả nó khác nhau hết nè. Như phần cái hình bát nó nằm khác nhau, em để ý thì nó sẽ biết hết được. Tiền giấy thì nó tiền giấy thì nó phổ biến nhiều quá, thử ra em cũng thấy 5.000, 2.000 để mất ít, biết lắm. Ừ. Anh cho em hỏi thăm nè, em được biết đó là anh với vợ anh nè, thì hôm bữa cái lúc mà em thử lòng anh á, thì lúc đó là anh cũng đang gặp khó khăn đó. Có nghĩa là vợ anh thì đang nằm trong viện, anh thì đang giống như là chạy đầu này đầu kia nằm kiếm tiền lo cho vợ. Mà sao tự nhiên em lại em hỏi xin anh vài chục ngàn đó, mà anh sẵn lòng anh lấy anh cho em vậy? Trong khi đó anh đang rất là cần tiền. Tại vì đúng rồi, nói chung là lúc đó tụi em đang bức bối và tụi em đang rồi vô cùng khó khăn luôn. Nhưng mà em nghĩ rằng cuộc sống á, thì người nào cũng khó khăn hết. Đối với em á, thì ví dụ như mấy người đã được giống như anh Thảo anh nói em vậy, thì 20.000 mình cũng rất cần, với 30.000 có thể mình cũng không có đủ, nhưng mà mình cũng giúp đỡ cho một người nào đó, người ta trên đoạn đường đi về ta cũng ra đi được một đoạn đường nào đó, ta về tới nhà ta cũng mình cũng vui, và mình biết đâu mình cũng được cái phước mà sao cho bà xã mình nó vượt qua hoàn cảnh nó hết bệnh luôn thì sao, em cứ em mà dạy. nhưng mà cho mỗi năm rồi, đối với người thường á thì có thể 20.000 á không là gì cả, nhưng mà như anh á thì 20.000 của anh á thì anh nghĩ rất là lớn luôn, tại vì đâu phải mà dễ dàng mà anh kiếm được 20.000 đâu. Nhưng mà anh sẵn sàng anh lấy ra để anh chia sẻ, là em nghĩ rằng chắc giống như là anh cũng nghĩ về cái người đó đang gặp khó khăn như thế nào, anh mới sẵn sàng lấy ra, chứ đâu phải đơn giản mà anh đưa ra được. Dạ đúng rồi, tại vì đối với em cũng vậy, ví dụ như em vậy đi mà đi bán ở đâu cũng vậy, ví dụ đi bán cái bữa thứ bảy em đi bán xa nhờ cô chú á, ví dụ giúp đỡ em đi tới đó đi một vàng cho mấy chục ngàn tiền xe thì em bán thì em không nhiều lời hết, nhưng mà mấy chú giúp đỡ thì 20.000 thì về xe em cũng như là về xe cũng té 20.000 về vợ chồng sống qua ngày cũng được. Còn đối với mấy anh ví dụ như là lỡ hết xăng mà mấy anh vì hoàn cảnh gì đó, hay là không có thể đem rút tiền, hay là vì hoàn cảnh gì đó mình giúp 20.000 thì cho mấy anh đổ xăng, thì tới thẻ đem mấy anh rút tiền ra đổ xăng đi tiếp thôi, chứ em không giúp đỡ được mà nhiều được. Tại vì một tài giấy sớm là 900 thôi, một chục tài sớm là 9.000, thì em bán 20 tài cũng là có 18.000 chứ chưa được 20.000. Nhưng mà biết đâu mình lấy 20.000 đó mình giúp đỡ cho nhiều người vậy thì mình cũng cảm thấy vui. Cũng vui rồi. Vui luôn hả? Không tiếc luôn hả? Dạ không, tại vì nếu mà nghĩ em tiếc thì em đâu có mà giúp đỡ lên làm gì. Rất khâm phục ở anh luôn á. Thú Yên dạ. Nói chung á, với 20.000 á mà mình bình thường á thì mình kiếm dễ dàng quá đi.
Nhưng mà đối với anh đó quý giá, ngồi bán 20 tờ giấy số mà phải trên 20 tờ giấy số mới được quý giá. Và đâu phải chuyện đơn giản đâu, tại vì nguyên một ngày mà bán được có 100 tờ là quý diễn giả mình có thể cảm nhận được cái độ khó của bán giấy số quý giá. Tại vì bây giờ rất là nhiều người bán luôn và người ta còn đi tới đi lui mà người này người kia được. Còn anh thì chỉ ngồi được một chỗ thôi, dễ gì mà mình mua. Hiếm lắm quý diễn giả ơi. Nhưng mà cũng anh cũng sẵn sàng giúp đỡ khi mà Ngôn cũng như là mấy anh em của Ngôn mà lỡ đường là gặp ai mà khó khăn á thì anh sẵn sàng giúp đỡ, thật sự là rất thâm phục anh luôn. Anh chơi mỗi thâm nè, hàng ngày á anh ngồi một chỗ như vậy đó, em nghĩ là khó bán lắm hết anh. Dạ đúng rồi anh, em cũng chia sẻ với anh đó rồi, nó là một ngày một chỗ vậy cũng khó bán. Mấy bữa mà nắng thì đỡ, còn mấy bữa mà mưa dầm như bão gì vậy nè, em thấy giúp giả rất là giúp giả. Nhưng mà người bán người ta cũng đâu có để cho em bán suôn sẻ, là nó cũng giành giật nhau mà nó bán. Ví dụ như hai mấy anh cái xe lần ghi số giùm em thì chưa kịp lựa số của em thì nó đã đút ghi số vô rồi, thì em cũng chia sẻ với anh hôm đó rồi đó. Nó cũng giành giật nhau, nó bán như vậy đó, nó không cả thông cảm cho mình. Nhưng mà nó mở miệng ra nó nói, ví dụ mình nói với nó thì nó còn mở miệng ra nó nói là cái chỗ này tôi để cho ông bán về là tôi giúp đỡ về chồng ông rồi. Mà thành nữ ra khi mà không biết em không thấy đường là khách ghé lại là nó đút ghi số vô rồi. Nhưng mà nó nói thì nó nói cách khác, nhưng nó làm thì nó làm cách khác. Bởi anh thử ra bây giờ nói chung là em sợ lắm, em sợ những người mà người ta nói nhưng mà người ta không làm được. Nhưng mấy bà bán cái số ví dụ như vậy đó, ví dụ bây giờ anh ghé lại mua số của em đi, thì chưa lựa số của em là đút cái số rồi, chính những người khách giống như anh như nó người ta mù lò. Nếu mà thấy đường thì bán chỗ khác đi, người ta mù lò để tôi mua dịp cho người ta, đừng mấy bà đi cho bán chỗ khác vẫn được mà. Vậy mà vẫn làm hoài luôn, không cái gì giành giật nhau bán là như vậy đó. Có nghĩa là anh mặc dù anh ngồi một chỗ đó, dạ, nhưng mà khi mà có khách ghé lại thì họ sẽ chạy siết lại. Em không hiểu đưa số vô. Em không hiểu là sao là những món trực chờ đâu sẵn, không biết sao luôn, trực chờ đâu sẵn không biết. Nhưng mà yêu cầu khách ghé lại cái là có người đút cái số vô à. Thử ra em nói lúc đó anh nói sao? Thì em nói một lẽ, em nói là bây giờ bán á thì ai cũng bán hết, cạnh tranh không bằng nhau mà bán đi. Định cái đó ví dụ bây giờ thì đứng đó em chấp nhận cho đứng đó luôn á, nhưng mà khách ghé lại em mua, ví dụ mua của em thì để bán cho em bán đi, còn muốn mua của người đó thì để cho em sẵn sàng để vẫn để cho người đó bán, chứ không bao giờ mà em lại em mời khi người đó bán em mời đó. Còn em không có, còn người ta thì người ta phải làm như vậy. Đôi khi em nghĩ mù thì thôi lắm, em mà không thấy được em không bao giờ là cứ ngày bán số này đâu. Em thấy nó bạc bẽo cho người mù mà đối với mấy người bán số chung mà nó còn giành giật nhau bán như vậy làm sao mà thấy được. Thử ra em nản lắm. Có nghĩa là những người bán kia thì là bình thường. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lại giống như là không giống như là nhường cho anh ngồi bán yên ha. Dạ. Mỗi khi mà thấy mà có giống như là khách hàng tới thì bắt đầu là lại giành với anh liền. Dạ. Mà trong khi đó anh đâu có thấy gì đâu mà anh giành lại người ta. Dạ đúng rồi. Nghe khách thông cảm á. Buồn không anh? Khách thông cảm cho em á thì khách vẫn mua của em. Người ta không mua của người khách đó, không mua của người bán vé số đó, người ta còn nói nữa. Nhưng mà vậy nó còn không có thông cảm với mình, nó cũng vẫn giành máy như vậy. Riêng mình anh hay là những người bạn giống như anh cũng vậy luôn, cũng gặp vậy luôn? Không, thì em riêng mình em thôi, còn đối với những người bạn này em không biết. Không biết ha? Dạ. Là riêng mình anh là vậy ha? Dạ. Là thường thường ngày nào cũng vậy hay gì á? Dạ, ngày nào cũng vậy á anh. Rồi sao anh không đổi điểm bán thử? Tại vì bán á thì nói chung em bán xuống chỗ bán á thì phải đóng tiền đúng chỗ bán. Ở ngoài trên cầu á thì có đóng tiền, với phần xuống cầu á thì phải đóng một tháng 1,5 triệu luôn. Nên vợ chồng em đâu có chi phí đâu mướn chỗ mặt bằng để bán. Mình đi thì bất tiện, đâu có vô quán mình bán được như mấy người bình thường sáng mắt đâu. Nên thử ra ngồi đó bán mình bán.
có nghĩa là nếu mà muốn đi thì không sao, không có tốn tiền. Dạ. Nhưng mà theo như anh ngồi là phải tốn 1.500.000 một tháng. Tại vì muốn cái chỗ ngồi bán là phải 1.500.000 một tháng là. Ừ. Cho nên là anh đành phải lên đó ngồi đó bán thôi. Tại vì bán vé số ngày vợ chồng bán ngồi tính ra 200 mấy thì nhà trọ này kia ăn uống rồi này kia nữa. Bỏ ra ngày 50.000 muốn mặt bằng đâu có thể đủ chi phí đâu về đâu đâu, thành thử ra là mua chi phí bỏ ra bán được. À, tôi nguyên giả cái câu chuyện của anh kể đó, là bữa trước mấy anh em ngon có ghé đó thì cũng thấy hai ba người đứng chờ sẵn luôn không vậy. À, mấy người đó là tưởng đâu là mấy anh em ngon là mua vé số không vậy, cho nên là cũng đứng chờ sẵn luôn. Nhưng mà khi mà biết được mấy anh em của ngon là quay á thì họ chỉ đứng nhìn thôi chứ họ không có mời vé số. À, thật sự mà nói không vậy, à, người ta đã đi vào cái con đường cùng rồi, cái con đường mà khó khăn nhất rồi, mà lại giống như là đến để mà lấy đi cái chén cơm của người ta cũng vậy. À, cũng nói chung là những người đó cũng không biết nghĩ như thế nào luôn. Và thật sự mà nói nếu mà đi bán thì mình có thể đi được, mình có thể nhìn thấy, mình có thể lặn lội, mình đi tìm người mình mời được. Nhưng mà còn người ta chỉ ngồi một chỗ thôi. À, lâu lâu người ta mới có được một người khách vé lại mua, mà cũng giống như là cướp đi cái những cái tờ vé đó thôi nha. Thật sự mà nói nghe anh kể cái câu chuyện của anh cũng buồn quá chứ. Anh không có nghiên cứu được cái chỗ bán mới sao? Thì nghiên cứu phải chỗ bán mới thì tốn tiền ha. Dạ. Ví dụ như mình không bán ở cái cầu đó nữa, mình qua cái cầu ở tỉnh khác mình bán. Dạ, tại em bán cái đó quen rồi, mấy anh chị thấy bán quen rồi. Thì mấy người mà mua chuyên mua ý số của em không á, mấy em nghĩ em mua về xã vậy là về là hỏi rồi sao không bán rồi đó. À, mấy người mà khi nghe mua dùm với số về già chồng em á, người ta hỏi là sao không bán rồi đó, mà nói lý do là bà xã bệnh rồi kia nghỉ bán rồi. Chứ đúng, hôm qua em cũng tìm anh. Dạ. Mà đâu thấy anh ngồi nghe cầu đâu. Dạ đúng rồi. À, cho nên là em mới gọi điện hỏi anh coi anh đang ở đâu đó. Dạ. Rồi mới biết được là anh đang ở trong viện ung bướu ở Cần Thơ nè. Rồi cho nên là em mới lên đây để tìm anh, là liên hệ với anh nè. Thằng ơi, cuộc sống nó khó khăn như vậy á, rồi anh cứ ước mơ gì? Em cũng nói anh rồi, anh cứ ước mơ của cái nhà để cho nó như vợ chồng, chồng như mỗi đi bên quán về đó có cái nhà, đã tiền mướn tiền nhà trọ rồi này kia đó, thì nhà trọ cũng một tháng cũng là cả triệu rồi, đỡ ra cứ ước có cái nhà. À, ước có cái nhà. Không biết chừng nào cũng được cái nhà. Số. Coi như là ước mơ lớn nhất của anh là có được cái nhà. Dạ. Nhà anh lo điều gì mà anh lại ước mơ có cái nhà? Tại vì nói chung á, thường thường ông bà đó là chết thì có cái mồ, sống có cái nhà. Nên mình cũng mơ ước có nhà đặng che nắng che mưa rồi vậy thôi. Nhưng mà đỡ muốn tiền nhà trọ rồi hàng tháng mình cũng té đỡ thu nhập ra một ít là đỡ lo một chút vậy đó. Chứ phần lớn tuổi rồi sau này đi bán cũng đâu đi bán hoài được đâu. Thử ra mà có nhà để vợ chồng cũng nghỉ đi tuổi già vậy đó. Muốn có cái nhà là để khỏi đóng tiền tháng thôi nha. Dạ. Nặng lo lắm phải gì anh? Chứ nặng lắm anh ơi, nó chứ tháng nhiêu? Nếu mà tháng là điện nước cũng là phải triệu á. Triệu không? Dạ. Là coi như là ngày là phải có 30.000 trước. Dạ. Mấy ngàn trước. Mình phải mắc ra là ngày cũng có 30.000 và mấy ngàn mỗi. Rồi hai vợ chồng hai bữa cơm chắc cũng cả 50 nữa. Dạ đúng rồi. Là coi như ngày là phải bỏ ra 100.000 đó. 100.000 không đủ á. Không đủ. Sáng là sáng hai vợ chồng là hai chồng là 50.000 tiền ăn sáng rồi. À, tính ăn sáng thôi đó, rồi chiều về nấu cơm ăn chứ ăn vậy thôi chứ không có trưa không ăn thêm gì đó. Bữa nào hết không hết rồi gắn bán hết cái số về để là sớm mình biết về nhà mới nấu cơm ăn thôi chứ không nếu mà ăn sáng mà ăn trưa nữa ăn chiều nữa đâu có tiền đâu ăn đủ. À. Chàng ơi chàng coi như là không có dám ăn tiệm. Dạ. Chỉ là tại tới giờ về ăn cơm ở nhà thôi. Dạ, buổi sáng ăn sáng về rồi tới vừa về nấu cơm ăn vậy thôi á. Anh cho em hỏi thăm nè, khi mà mình là một người khiếm thị như vậy đó, rồi hằng ngày mình lặn lội đi bán vé số như vậy đó, rồi có cái nỗi buồn hay là có tâm sự gì muốn giống như là muốn tâm sự với một người nào đó không anh?
nói chung tâm sự thì nhiều cái tâm sự đó, cuộc sống nè, rồi chuyện xã hội nè, này kia, nhưng mà tâm sự thì được, nhưng mà tìm tâm sự là hơi khó. Thí dụ như em một người bạn của anh đi, thí dụ như anh muốn tâm sự những cái khó khăn á, là thường ngày là anh có những cái tâm sự gì? Ý là cuộc sống thì ra đường một mặt nó rất cả, chứ ra đường nhiều khi mình thấy mình là người kinh thị, ít có ai được hòa đồng với mình lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, em vô được diễn nuôi bà xã em, ít ai được thông cảm với mình, thấy người ta cười, không ai thấy mình làm lo bà xã cái lần tới lụng người ta, cái người ta nghĩ là người đi lụng người ta này kia, người ta nói này nói kia, mình thấy tuổi thân tuổi phận lắm, nhưng mà bà xã là trên hết, lo cho bà xã đi, nói bà xã hoài gán bệnh hết bệnh đi về đi, rồi nhà mình thoải mái hơn. Chứ đây là ở bệnh viện người ta không có thông cảm với mình, nó nhiều cái nhiều câu người ta nói nó nghe khó chịu lắm. Mình cảm thấy mình tuổi thân, nhưng mà thôi kệ đi, mình gạt hết tất cả, mình nói cho bà xã mình hết bệnh đi, tính gì tính. Có nghĩa là giống như là anh đi đứng đồ có khó khăn bây nha. Giờ em đi dẫn đường, ví dụ bây giờ đụng ông đụng anh cái cái rồi nó đi dưới ra đụng người kia ha, còn là hơi nhiều người chị phụ nữ đi đụng chỉ cái chỉ có thông cảm mình này kia, là nó nói dạng như là người ta tới mình tới là như mình bị cái gì sợ đụng người ta lấy với người ta vậy đó. Nhưng mà nói chung là người ta không muốn lại gần, không muốn tiếp xúc với mình. Cái phần ví dụ như đụng cái giày nè, cái người ta cũng nghĩ là mình không hiểu là không tốt, không tốt là sao, mình cũng lý do là sao mình không hiểu. Nhưng mà thực tế vậy em nói thiệt, em muốn cho bà xã mà hết bệnh về thôi, chứ muốn ngoài ra lo cho bà được rồi. Còn ai nói gì nói một cái người ta, em một trăm tết em chỉ lo cho bà được rồi được rồi. Có nghĩa là nói chung là bình thường là anh chăm sóc, anh lo lắng cho vợ anh. Dạ. Thì tại vì anh đâu có nhìn thấy đâu. Dạ. Cho nên là nó rất là khó khăn. Nhưng mà sao anh có thể giống như là nhớ đường để mà ở trong viện là một cái nơi anh mới đến thôi, là sao anh có thể nhớ được cái đường đi nước bước mà để lo cho vợ anh? Có thể ví dụ như cái quán này nè, em mới tới bước lên đầu tiên, nhưng mà em đi ngồi trên xe mấy anh chở em đi tới đây là em cũng có thể là để ý qua mấy cái hẻm không có tư được, có thể ngày mai mà mốt em ngồi đang muốn có thể dẫn được. Sao anh nhớ hay vậy? Dạ, tại vì em để ý cái em để sáng ấy em để ý làm biết. Nhưng mà anh đã không thấy rồi. Dạ. Sao anh biết được ngã tư? Dạ biết chứ. Hay vậy ta? Tại vì cái đó em nói chung là anh hỏi em nói cho anh biết thôi, chứ giờ anh kêu giải nghĩa ra hết thì giải nghĩa không được. Tại vì có nghĩa là theo cái cảm nhận của anh đi. Dạ đúng rồi, theo cảm nhận của em đi. Rồi bình thường anh lo lắng cho bà xã là cho vợ là anh làm được những gì? Như là bà mổ nè, bà nằm đâu có ngồi vậy được, phải đỡ đành lên, rồi phải thay nước tiểu cho bà, rồi phải đi mua cơm hay là bà muốn gì thì phải đi kêu bác sĩ, xong rồi phải đi dìu dắt bà đỡ như vậy đồ này kia đó, mua cơm được. Anh đi mua cơm được hết? Dạ được. Rồi quay về nhớ chỗ của vợ không? Dạ nhớ anh. Nói chung là có những cái khó khăn mà do là những người mà giống như là thông cảm người ta không thích mình. Dạ. Không phải là không thích mà người ta không thông cảm với người chính thị á. Ta không thông cảm. Tại vì người ta tưởng là em mới nói rằng không ai muốn chuyện đó xảy ra hết. Nói chung bây giờ không bao giờ mình muốn mình đi về con đường đó tâm hết, nhưng mà cũng vậy phải chịu thôi. Bây giờ ví dụ như ngày hôm nay nè, em quay lên cái đoạn video về cái câu chuyện của anh nè. Dạ. Cũng như là những cái khó khăn của anh mà anh muốn nói ra đó. Dạ. Thì ví dụ như bây giờ quý vị cũng đang xem được nè, anh có thể gửi tới quý vị một đôi lời á, anh có thể nói để quý vị có thể nghe, để lắng nghe một phần nào hiểu rõ hơn về những mong muốn của anh. Thấy không, em chỉ nói là bản thân em là người khiếm thị, em nói chung với những người khiếm thị luôn, cho những người khiếm thị luôn, khi người ta ra đường người ta đã khó khăn rồi, nếu mình biết
được người kiếm tiền ta khó khăn như vậy, ta có lỡ chúng mình hay là ta có lỡ mà đụng mình đây chứ nữa. Không phải đừng bây giờ mình nghĩ xấu người kiếm tiền, người ta nghĩ cái gì ta rõ ràng là ta cố tình, không phải đâu. Thật thử ra không bao giờ người ta muốn đụng mình đâu, nhưng mà bắt nó diễn thì người ta đụng mình thôi. Chứ khi mà nghe mình lỡ người kiếm tiền đụng mình mà mình nói ra những lời gì đó, khi mình đã thoát ra là nói ra rồi thì không thể là mình rút lại được hết á. Khi đừng bây giờ mình nghĩ trước là người tại người ta không thấy được người ta mới đụng mình vậy thôi, chứ đừng nghĩ cái mặt là xá quái hay là cố tình đụng mình dê mình hay là gì. Không bao giờ có chuyện đó, người kiếm tiền của em mà không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi nghĩ hướng giả có nghĩa là cái ý của anh á là do là anh là kiếm thị cho nên là việc đi lại á rất là khó khăn luôn, không thể nhìn thấy được phía trước cũng như là xung quanh đó quý vị, cho nên là có vô tình giống như là chạm vào đi thì quý vị khán giả đừng nghĩ giống như là không tốt cho anh cũng như là cho những người những quý vị mà giống như anh, tại vì thật sự là người ta cũng không có mong muốn là sẽ chạm vào mình đâu, nhưng mà tại vì người ta không có thể nào mà đón trước được những cái vật cản phía trước, cho nên là cũng có đôi khi là người ta lỡ chạm vào. Thì hy vọng rằng quý vị quan hỷ và đừng có giống như là nghĩ về người này là không tốt, và thật sự là không mong muốn là như vậy. Có nghĩa là những tâm sự của anh ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị là như vậy ạ. Thì vậy thôi, nhà bữa ta hạn chế đi lại đi. Hạn chế đi lại là không có được. Em thấy có cái cây dò đường đó. Cây dò đường nó cũng bất tiện lắm anh. Em có cây dò đường nè. Nhưng mà cây dò đường cái điện tử kia nó không bất tiện lắm. Ví dụ bây giờ anh thấy chiếc xe cỡ mà kia nó cỡ 1.5 m nó báo. Cái mình đưa qua bên kia, chiếc xe cỡ 1.5 m nó báo. Nếu quay vòng vòng mà không biết sao đi luôn á. Nó khó là như vậy đó. Có nghĩa là phía trước có nó cũng báo, mà bên này nó báo mà rồi mình đứng gần còn không? Thì nó là vậy đó. Vậy mình tắt, mình dẹp cái cây vô luôn, mình đi. anh Nam luôn. Dạ. Anh Nam ha. Dạ. Thì vừa qua mấy anh em á, nói chung á là cũng có tìm hiểu về cái lời cầu cứu của anh. Dạ. Cũng như là ngày trước cũng đã có thử lòng anh rồi nha. Dạ. Thì qua đó thì cũng cảm nhận được anh là một người tốt, cũng như là anh là một người luôn luôn là nói hết những cái sự thật. Dạ. Nói chung là anh là một người luôn luôn nói những sự thật về cái cuộc sống của mình nha. Dạ. Thì ngày hôm nay mấy em thì cũng đã vào viện thăm chị rồi. Yeah. Và cũng hiện tại thì cũng biết được cái câu chuyện của anh là đang nợ tiền viện phí. Yeah. Vì lo lắng cái ca mổ cho vợ đó, cho nên là bây giờ cũng còn nợ lại số tiền cũng khá là lớn, gần 10 triệu. Yeah. Yeah. Thì qua đó mấy em cũng có liên hệ với mạnh thường quân để mà cầu mong sự hỗ trợ cho anh á. Dạ. Dạ. Thì em cũng đã liên hệ được rồi. Bây giờ anh cầm cho em cái bản này nha. Dạ. Đây này, anh cầm nha. Rồi. Rồi anh tạm thời anh cầm đã giùm em chút nha. Dạ rồi. Thì ngày hôm nay á có với mạnh thường quân nha. Cũng qua là giống như là cầu cứu của anh thì em cũng đã gửi đến quý mạnh thường quân, và quý mạnh thường quân cũng nhận được và coi như là quan hỷ hỗ trợ giúp đỡ cho hai vợ chồng anh. Dạ. Có được cái kinh phí để mà vượt qua được cái khó khăn. Dạ. Nha. Dạ. Thì bây giờ em đọc tên quý mạnh thường quân nha, để cho anh được biết nha. Dạ đây. Đầu tiên đó là có ông bà Papi Eric cùng với Grand Shaw nha. Yeah. Là ở Evelyn gửi cho anh là 100 răng, là 100 thị sĩ đó. Yeah. Kế tiếp là có bà Lâm Mỹ Hà ở Mỹ gửi cho anh cũng là 100 thị sĩ. Yeah. Kế tiếp là có ông Nguyễn Tụng ở Linh gửi cho anh cũng là 100 thị sĩ. Yeah. Kế tiếp là có ông
Dương Duy Đức ở ở Ren nha. Có ông Dương Duy Đức ở Ren cũng gửi cho anh thêm là 200 nghệ sĩ nha. Thì nói chung là được thông qua ông bà Nguyễn Tổng á, thì là cô á là làm tròn tiền lên là được 15 triệu. Dạ. Yeah. Đổi là tiền Việt là cô làm tròn lên là được 15 triệu. Dạ. Yeah. Thì sẽ gửi cho anh trong ngày hôm nay ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ, tôi Yên Dạ, tôi biết Mạnh Thường Quân quan hỷ cho ngon vì giống như là nước ngoài, tiếng nước ngoài cũng vậy. Ngon đọc con gạch á, quý vị khán giả của Mạnh Thường Quân quan hỷ cho ngon nha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ là để em mượn cái này xuống nha. Rồi, tạm thời để đây đi. Rồi. Bây giờ anh cảm nhận được tiền không? Để bây giờ thử ha. Dạ. Thử cầm tờ này coi nhiêu. 2.500 ha. Rồi thì bây giờ sẽ có máy quay. Dạ. Ha. Có máy quay rồi mấy anh em sẽ đăng lên trên các trang mạng. Dạ. Nha. Dạ. Coi sẽ có video để xem lại. Ví dụ như mà anh có cần nhờ ai đó xem lại cũng được ha. Dạ dạ. Dạ rồi. Em đưa ha. 500. 1 triệu. 1.5 triệu, 2 triệu, 2.5 triệu, 3 triệu, 3.5 triệu, 4 triệu, 4.5 triệu, 5 triệu, 5.5 triệu, 6 triệu, 6.5 triệu, 7 triệu. 7.5 triệu, 8 triệu, 8.5 triệu, 9 triệu, 9.5 triệu, 10 triệu, 10.5 triệu, 11 triệu, 11.5 triệu, 12 triệu. Đó là tờ 500 nha. 1, 2, 3, 4, 5 tờ 200, 13 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 5 là 200 nữa, 14 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. Chưa, đây 5 là 200 nữa, 15 triệu. Tổng số tiền là 15 triệu của quý Mạnh Thường Quân là đây ha. Cảm ơn ha. Rồi, cầm tập tiền của thầy luôn. Rồi, xe nghe nha. Rồi, ok. Hạ này xuống cho nó ngang chữ. Rồi, anh có là gì muốn gửi tới quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước không? Dạ, trước hết con xin kính chào Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Và vợ chồng thay mặt có bà xã con làm cho bệnh viện. Thay mặt bà xã con, vợ chồng cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho vợ chồng vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, cô rất là ơn rất là nhiều. Và cầu mong là Mạnh Thường Quân sau này để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn như vợ chồng của con vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, thì rất là cảm ơn vô cùng luôn ạ. Mừng không? Dạ mừng, rất là mừng. Nhưng hoàn cảnh này là rất là mừng luôn, tại vì còn mấy bữa nữa bà xã xuất viện không biết chạy ở đâu mà ra đủ số tiền để lo cho bà xã ra viện. Chứ nếu mà không có số tiền này chắc phải về cầu cứu với cầu với số rồi trả từ từ lại, chứ không biết đâu mà rất là khó khăn luôn. Nói chung là em qua nghe anh báo là nói chung là vợ chồng em hôm hết lo cho bà xã sốt mà em mình trong bụng em ngủ không được luôn. Tại vì mình có số tiền về là mình cũng mừng lắm rồi. Nói mình không hiểu là được cái chi gặp anh và anh cầu cứu như vậy thì có tiền lo cho bác sĩ đừng cuộc bà xã rồi. Đó là để bà xã trong viện hả? Dạ, một lần nữa em vợ chồng em rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Chúc Mạnh Thường Quân luôn luôn dồi dào sức khỏe và thâm tâm thường an lạc. Dạ, cảm ơn. Dạ.
Dạ, tôi Yên, dạ, tôi Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Thì một lần nữa cho Ngôn cũng như là mấy anh em của Ngôn xin phép được thay mặt người anh cũng như là hai vợ chồng anh Nam Kiếm Thị đi bán vé số gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng mấy anh em hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh trong ngày hôm nay. Một lần nữa cho mấy anh em Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Vậy rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý Mạnh Thường Quân sẽ luôn có được nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp.